Xin chào và cảm ơn tất cả các bạn đã tin tưởng và sử dụng website tải nhanh vn.com để tải game. Ở clip này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tải và cài đặt cái tựa game có tên là Going Over It Quick Avan Mazo. Thì để tải tựa game này, các bạn sẽ phải mở trình duyệt web lên. Tại thanh địa chỉ các bạn nhập cho mình là tải nhanh vn.com. Các bạn truy cập vào website tải nhanh vn.com nhé. Thì sau khi vào website tải nhanh vn.com rồi, các bạn sẽ thấy một cái dòng có tên là bạn muốn tải gì đây này. Đấy, các bạn kích chuột trái vào, gõ cho mình là golfing. Đấy, các bạn gõ cho mình là golfing như trên màn hình nhá. Sau đó các bạn kích chuột trái vào chữ download cho mình. Đấy, kích chuột trái vào chữ download cho mình. Lúc này nó sẽ tìm đến cái bài viết có tên là Going Over It này, Quick Avan Mazo này đấy. Thì các bạn hãy vào bài viết này để lấy link tải nhá. Link tải nó sẽ nằm trong bài viết này. Đó. Thì trước khi tải và cài đặt, các bạn sẽ phải đọc và làm theo tất cả những cái yêu cầu trong cái mục support nằm trên cùng góc bên phải trong web cho mình nhá. Nó sẽ giúp cho các bạn hạn chế được tầm 80, 90 và thậm chí là 100% tất cả các lỗi trong cái quá trình tải game, cài đặt game cũng như là chơi game nhé. Thì ok, trước khi tải mình cũng sẽ cho các bạn xem qua về gameplay cũng như là cấu hình luôn. Thì đây, đây là gameplay của cái con game này. Đấy. Đây là một cái tựa game nó lấy cảm hứng từ cái tựa game Getting Over It hết sức là nổi tiếng trong cái thời gian vừa qua, khoảng đầu năm 2018. Thì cái độ khó cái tựa game này nó cũng như vậy. Chúng ta sẽ phải điều khiển một trái gôn vượt qua những cái chướng ngại vật và đưa cái trái gôn này nó đi đến cái đích cuối cùng. Thì chúng ta có thể điều khiển cái trái gôn bằng cách là ấn vào trái gôn này này. Đấy, để cho nó nảy lên như các bạn đang thấy trên màn hình đấy, các bạn thấy không? Thì đây là một cái tựa game có độ khó nó phải gọi là như kiểu tựa game Getting Over It luôn. Một cái tựa game hết sức là khó. Thì bạn nào mà có muốn thử thách cái tính kiên trì của mình thì các bạn hãy cùng chơi cái tựa game phiêu lưu giải đấu này. Đây là một cái tựa game hết sức là khó, giống như cái tựa game Getting Over It vậy. Các bạn thấy không? Chúng ta đang di chuyển lên những cái bước trên này này đấy, thấy không? Rất là khó để có thể di chuyển. Các bạn sẽ phải kích chuột sao cho nó đúng vào trái bóng này, chứ không thì nó sẽ rơi xuống nhá. Các bạn mà kích không đúng thì nó sẽ rơi. Nó rất là khó luôn. Thì ok. Thì chúng ta sẽ xem phần cấu hình của cái con game này. Khi các bạn đã kết cái gameplay này rồi thì chúng ta sẽ xem cấu hình. Thì nó yêu cầu là win 7 trở lên, tức là win 8, win 10 đều chơi được. Và bản là 32 bit hay là 64 bit đều có thể chơi được các bạn nhá. Tiếp theo là RAM, nó yêu cầu là 1GB RAM thôi nhá. Các màn hình là ATI Ryzen HD 4850 hoặc là Nvidia GeForce 9600GT nhé. Tiếp theo là bộ nhớ của máy tính, nó yêu cầu chỉ khoảng 200MB thôi. Bạn nào mà không dành về xem cấu hình thì các bạn kéo lên trên này. Ở cái cột bên phải có một cái mục gọi là mục hỗ trợ. Trong cái mục hỗ trợ nó có một cái bài viết có tên là kiểm tra cấu hình chơi game. Các bạn đọc và làm theo bài viết này, nó sẽ giúp các bạn kiểm tra xem máy các bạn có chơi được game này hay không nhé, bằng một cái phần mềm tự động. Thì sau khi các bạn đã đủ cấu hình để chơi game rồi thì chúng ta sẽ tiến hành tải game. Thì link tải của mình để là link FC. Link FC nó hay bị giới hạn tốc độ. Các bạn muốn tải link FC mà không bị giới hạn ấy thì các bạn ấn và đọc và làm theo bài viết có tên là tăng tốc độ download link FC này là đấy. Đọc và làm theo bài viết có tên là tăng tốc độ download link FC này nhá. Nó sẽ giúp các bạn tải cái link FC một cách nhanh nhất có thể. Thì sau khi tải link FC về rồi, các bạn sẽ có một cái file có tên là tải nhanh vn.com này đấy. Ok, để mình xóa này trên này đi ha. Các bạn sẽ có một cái file có tên là tải nhanh vn.com Going Over It Quick Avan Mazo này đấy. Các bạn ấn chuột phải vào, chọn open, mở cái file này lên. Thì sau khi các bạn mở cái file này lên, nó sẽ có một cái bảng hiện lên như này này. Đấy, một cái bảng hiện lên như này. Thì các bạn ấn vào cái dòng chữ accept cho mình, ấn vào dòng chữ accept này này. Đấy. Tiếp tục nó hỏi các bạn muốn tải, muốn cài game vào ổ nào. Thì các bạn muốn thay đổi ổ bằng cách là ấn vào chữ browse này, chọn cái nơi cài game. Đấy, chọn ổ nào tùy theo máy tính các bạn nhé. Thì ở đây mình sẽ giữ nguyên cái folder cài đặt game vào cái ổ này luôn, cái ổ mà chúng ta vừa tải về luôn này. Đấy. Thì mình đã chọn được cái nơi cài game rồi. Thì mình sẽ chọn ấn vào cái dòng chữ có tên là extract đây. Các bạn ấn vào chữ extract này nhá. Đó. Thì các bạn chờ đến khi nào cái bảng này mất đi. Đấy, khi nào cái bảng nó mất đi như vừa rồi thì tức là chúng ta đã cài đặt xong rồi. Và các bạn sẽ thấy một cái folder đây này. Đấy. Có một cái folder có tên là tải nhanh vn.com Going Over It X Avamazo đây này. Đấy. Chúng ta sẽ vào cái folder này nhá. Open lên này. Đấy, các bạn sẽ thấy một cái file có tên là Going Over It X Avamazo đây. Đấy, các bạn sẽ mở cái file này lên. Ok, mình sẽ tắt nhạc đi ha, để cho nó đỡ bị lấn át tiếng của nhau, trùng tiếng của nhau. Tiếp theo là mình sẽ cho tiếng game nhỏ đi một tí. Đấy. Các bạn cứ yên tâm nhá, tất cả những cái game trên website tải nhanh vn.com đều là do mình up lên, tải lên. Và mình cũng sẽ làm cái video vào game để chơi, để chứng minh được cho các bạn một điều là có thể chơi được nhá. Thì các bạn cứ yên tâm mà tải trên website tải nhanh vn.com, mình chơi được thì các bạn cũng sẽ chơi được. Trừ khi là máy tính các bạn
không đủ cấu hình để chơi game, hoặc là các bạn không tuân thủ cái mục support mà thôi. Thế ok, bây giờ mình sẽ vào game này, play này. Đấy, từ từ, mình sẽ back ra và vào setting. Mình sẽ để chế độ cửa sổ để quay video cho các bạn xem một cách dễ dàng hơn. Vì mình sẽ để, nếu mà mình để full màn hình ý, thì quay nó hay gặp lỗi và nó hay bị lag. Mình để này, quay cho nó đỡ bị lag hơn ha. Còn các bạn chơi thì các bạn cứ để full màn hình để có thể trải nghiệm game một cách tốt nhất nhá. Thì đây mình sẽ vào play này. Đấy, save 1 này, chúng ta sẽ ấn play tiếp đi. Đó, chúng ta đang vào game rồi. Nó đang load game này các bạn này. Quá trình load của nó cũng nhanh thôi. Chúng ta sẽ chờ một tí. Đây các bạn thấy không? Thấy chỉ gold của chúng ta không? Nó khác với cả tựa game Getting Over. Nếu mà Getting Over thì các bạn sẽ được điều khiển một cái nhân vật kiểu người. Tuy nhiên thì Getting Over chúng ta sẽ điều khiển trái gôn. Đây các bạn thấy không? Đấy, rất là khó luôn, mình chơi chưa quen. Chúng ta sẽ phải ấn giữ lực các bạn, ấn giữ chuột trái để đẩy lực. Đấy, ấn ạ. Rất là khó chơi, cách chơi của nó không hề đơn giản đâu các bạn ạ. Ôi trời ơi, cách chơi của nó rất là khó luôn. Các bạn ấn chuột trái nhé. Và các bạn ấn chuột trái nó sẽ hiện ra một cái đánh như này này. Đấy. À, nó sẽ là làm kiểu tác động lực ấy các bạn. Đây các bạn chỉnh hướng này này, như kiểu cái bị đánh bia ấy, các bạn thấy như kiểu đánh bia. Đây là cái hướng đánh của chúng ta này này, đấy, cái hình tròn đây thì hướng đánh của nó sẽ là như thế này, các bạn thấy không? Ở đây nha, mình sẽ để đây này. Đấy, ok không? Cái hướng đánh nó rất là khó luôn. Những cái bạn nào mà sau này chơi mà lên được những cái tầm cao lên cao ấy, các bạn sẽ phải căn lực liên tục luôn, rất là khó. Các bạn thấy không? Sẽ phải ấn chuột liên tục luôn để có thể đánh được nó lên. Đấy. Và lúc nó lăn chúng ta lại không đánh được các bạn ạ. Rất là khó để có thể căn lực được. Thì ok, đấy là mình đã vào game để chứng minh được cho các bạn một điều là có thể chơi được game này khi các bạn tải game tại website tải nhanhvn.com rồi nhá. Thì các bạn có bất cứ thắc mắc nào thì hãy comment xuống phía dưới video. Và các bạn thấy cái video này hữu ích thì đừng quên cho mình một like, chia sẻ video cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ mình. Và chúc các bạn tải và cài đặt thành công. Bye bye.